Quỳnh Anh và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huấn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ tư trong tuần. Mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden mở đường nhập quốc tịch cho vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Ba công bố một chương trình mới để mở đường nhập quốc tịch cho hàng trăm ngàn di dân đang ở Hoa Kỳ trái phép, những người kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, một quyết định hoàn toàn trái ngược kế hoạch trục xuất hàng loạt của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Tại một sự kiện ở Tòa Bạch Ốc, thì ông Joe Biden đã chỉ trích ông Donald Trump vì đã chia tách các gia đình di dân tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico và dùng ngôn từ kích động khi nói về di dân ở Hoa Kỳ trái phép, như là bình luận nói rằng họ đầu độc máu của đất nước. Tổng thống Joe Biden cho biết khó mà tin bình luận đó, nhưng trên thực tế thì ông Donald Trump đã nói như vậy. Ông Joe Biden nhấn mạnh là ông không thích chơi trò chính trị với biên giới hay di trú. Ông sẽ khắc phục những thiếu sót. Chương trình mới của Tổng thống sẽ áp dụng cho khoảng 500.000 người đã sinh sống ở Hoa Kỳ ít nhất là 10 năm, tính cho đến ngày 17 tháng 6. Khoảng 50.000 người con dưới 21 tuổi có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ cũng sẽ đủ điều kiện để nhập quốc tịch. Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền với cam kết là hủy bỏ nhiều chính sách di trú hàng khắc của thời ông Donald Trump. Nhưng đối diện với số di dân bị bắt giữ một cách kỷ lục tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico, ông Joe Biden đã mạnh tay hơn. Đầu tháng này thì ông Joe Biden cấm xin tị nạn đối với phần lớn di dân vượt biên giới trái phép. Một chính sách tương tự như lệnh cấm xin tị nạn thời của ông Donald Trump đã dẫn đến chỉ trích từ các nhà vận động và một số nhà lập pháp dân chủ. Chương trình hợp pháp hóa của ông Joe Biden dành cho vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ có thể củng cố thông điệp vận động của ông rằng ông ủng hộ cho hệ thống di trú nhân văn hơn và cho thấy ông khác biệt với ông Donald Trump như thế nào. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết có ít nhất 10 người bị thương trong vụ sập nhà ở New York. Ít nhất 10 người bị thương khi một căn nhà bị sụp đổ ở Syracuse tại New York chiều hôm thứ Ba. Trong cuộc họp báo, lãnh đạo sở cứu hỏa Michael Mons cho biết cảnh sát cứu hỏa đối phó với thông tin về vụ nổ và sập nhà. Khi đến nơi, họ tìm thấy nhiều nạn nhân bên ngoài. Ông nói rằng căn nhà bị sập hiện trường rất nguy hiểm, dây điện đứt và mùi khí nguy hiểm. Cảnh sát cứu hỏa được thông báo khoảng 20 người sống trong căn nhà này và 12 người có thể bị mắc kẹt bên trong. Khi cảnh sát cứu hỏa đến căn nhà, họ tìm thấy có nhiều nạn nhân bên trong một chiếc xe. Những người này được giải cứu. Trong số 10 người được chuyển đến các bệnh viện trong khu vực, 8 người nguy kịch và 2 người bị thương nặng. Thương tích của họ từ nhẹ đến nặng. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ sập nhà. Ông Mons cho biết, cảnh sát cứu hỏa đã gia cố căn nhà, cố gắng vào bên trong để bảo đảm không còn nạn nhân nào ở trong nhà. Ông Donald Trump chê bai tình hình kinh tế trong cuộc tuần hành ở Wisconsin. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump tìm cách trình bày ông là ứng cử viên phù hợp nhất cho nền kinh tế Hoa Kỳ tại cuộc tuần hành vào hôm thứ Ba ở tại Racine, Wisconsin, nơi mà một nhà máy địa phương mà ông đã động thổ cách đây 6 năm trở thành sự thất bại lớn. Cựu Tổng thống cũng cam kết nhanh chóng hủy bỏ một kế hoạch được Tổng thống Joe Biden công bố trước đó, trong đó sẽ mở đường nhập quốc tịch cho hàng trăm ngàn người đang ở Hoa Kỳ trái phép. Ông Donald Trump cho biết rằng khi ông tái đắc cử, thì kế hoạch ân xá của ông Joe Biden sẽ bị xé bỏ và quăng đi. Vào năm 2018, thì ông Donald Trump đến thành phố Racine để mà chúc mừng những gì được kỳ vọng là khoản đầu tư 10 tỷ đô la của công ty Foxconn của Đài Loan. Trong nhiệm kỳ 2017 cho đến năm 2021, ông Donald Trump khen ngợi nhà máy này là một ví dụ cho thấy chính sách Hoa Kỳ trên hết của ông đã đổi mới ngành sản xuất như thế nào. Trong khi Foxconn ban đầu ước tính là có 13.000 việc làm mới tại nhà máy, nhưng hiện nay thì công ty dự tính chỉ tuyển dụng 1.500 vị trí. Khu đất trống ở phía tây Racine là biểu tượng của những lời hứa dở dang. Foxconn trước đó cho biết là họ thay đổi kế hoạch vì giảm nhu cầu đối với các sản phẩm của nhà máy.
ông Donald Trump không đề cập đến Foxconn vào hôm thứ Ba. Thay vào đó, ông tập trung vào sự lạm phát và lãi suất thế chấp tăng cao. Phát biểu trước đám đông tập trung bên bờ hồ Michigan, thì ông Donald Trump cho biết rằng không ai có thể mua nhà nữa. Giấc mơ Hoa Kỳ đã chết. Tuy nhiên, màn ra mắt kém ấn tượng của Foxconn mở ra cuộc công kích từ người dân địa phương và các nhà lập pháp dân chủ. Những người cho rằng ông Donald Trump không thực hiện các hứa hẹn kinh tế của ông. Qua tin tiếp theo, quán bar và hộp đêm ở California phải cung cấp bộ kiểm tra thuốc hãm hiếp khi hẹn hò. California sẽ áp dụng một loạt luật mới từ ngày 1 tháng 7. Trong số những luật này là một luật để bảo vệ khách của quán bar và hộp đêm khỏi bị chuốc thuốc mê mà không hay biết. Dự luật AB 1310 bắt buộc những điểm bán bia rượu uống tại chỗ phải cung cấp bộ kiểm tra có thể phát hiện sự hiện diện của roofies, là chất pha vào thức uống với ý định tấn công tình dục. Bộ kiểm tra phải có khả năng phát hiện ít nhất một chất cấm như GHB, ketamine hoặc flunitrazepam thường được pha vào thức uống. Luật này sẽ áp dụng cho những cơ sở hoạt động theo giấy phép Type 48, những nơi không phục vụ thức ăn. Bộ kiểm tra thuốc phải có giá hợp lý hoặc miễn phí. Tác giả dự luật dân biểu George Lowenthal nói rằng AB 1310 là bước quan trọng đầu tiên hướng đến giải quyết và nâng cao nhận thức về tình trạng pha thuốc vào thức uống không được trình báo với cơ quan hữu trách. Vẫn còn nhiều việc cần làm để giải quyết vấn đề này và ông hứa hẹn sẽ có thêm dự luật để giải quyết cuộc khủng hoảng pha thuốc vào thức uống. Ông Lowenthal cũng là chủ quán bar và nhà hàng cho biết rất khó bắt quả tang thủ phạm và một khi một người nào đó bị chuốc thuốc, thường là quá trễ không thể ngăn cản người đó trở thành nạn nhân, bị hãm hiếp hoặc tội phạm khác. Ngoài ra, chất cấm khó phát hiện và có thể đào thải qua cơ thể trước sáng hôm sau. Luật cũng bắt buộc quán bar và nhà hàng phải dán bảng cảnh báo về nguy hiểm khi uống bia rượu pha thuốc và thông báo có sẵn bộ kiểm tra. Nắng nóng lập kỷ lục ở tại tiểu bang miền Trung và miền Đông Bắc. Các thành phố Hoa Kỳ sẽ phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ trong nhiều thập niên qua trong tuần này khi có một đợt nắng nóng đã trải dài từ khu vực miền Trung cho đến miền Đông của đất nước, được giới chức cảnh báo là có thể trở thành sự kiện thời tiết nguy hiểm. Khoảng 80 triệu người từ Indiana cho đến New England được cảnh báo là chịu nắng nóng. Thống đốc New York là Katie Hochul đã cho mở trung tâm điều hành khẩn cấp của tiểu bang để mà ứng phó nhiệt độ cao được dự báo là kéo dài cho đến cuối tuần. Bà cho biết rằng đây là sự kiện thời tiết nguy hiểm. Trước đó thì nhiệt độ ở thành phố Sacramento lên đến 94 độ F đã phá vỡ kỷ lục vào năm 1994. Và tiểu bang New York sẽ mở cửa bãi biển và hồ bơi công cộng sớm hơn, tạo điều kiện cho mọi người vui chơi trong ngày Juneteenth vào hôm nay. Theo kế hoạch khẩn cấp thì thành phố New York mở cửa các trung tâm giải nhiệt lần đầu tiên trong năm nay và Chicago đã ghi nhận là 97 độ F tại phi trường quốc tế O'Hare vào hôm thứ Hai, phá vỡ kỷ lục 96 độ F vào năm 1957. Nhiệt độ vào khoảng 91 độ F vào hôm thứ Ba với chỉ số nhiệt vào khoảng 95 độ F. Ông Brian Burt là phát ngôn viên của cơ quan dịch vụ và hỗ trợ gia đình của Chicago cho biết là các nhóm nhân viên của thành phố đến các khu cắm trại của người vô gia cư. Các nhóm nhân viên thành phố đến các khu cắm trại của người vô gia cư trên khắp thành phố, vận động họ đến nhà ở tạm để mà tránh nóng. Nhiệt độ cao có thể gây ra mất nước, kiệt sức cũng như là sốc nhiệt, cũng như làm cho trầm trọng hơn các bệnh nền như những bệnh về tim mạch. Detroit và Philadelphia cũng như các thành phố ở tại Hampshire, Connecticut và Maine sẽ có nhiệt độ kỷ lục trong những ngày sắp tới. Hơn 500 công trình bị hư hỏng cho các đám cháy rừng ở tại New Mexico. Hơn 500 công trình bị hư hỏng cho các đám cháy rừng ở tại New Mexico, buộc toàn bộ thị trấn hơn 7.000 người phải đi di tản. Đám cháy South Fork Fire đã bùng phát vào hôm thứ Hai ở khu bảo tồn Mascarero Apache. Và tính cho đến sáng ngày thứ Ba thì đám cháy đã lan rộng hơn 13.900 mẫu.
Đám cháy Short Fire đã thiêu rụi hơn 4.800 mẫu và hai đám cháy rừng đều chưa kiểm soát được và nguyên nhân thì đang được điều tra. Rio Doso là thị trấn và khoảng 7.000 dân ở phía tây của khu bảo tồn Apache được lệnh di tản vào hôm thứ Hai vì đám cháy lan nhanh. Và chiều ngày thứ Ba thì người dân ở tại Rio Doso Downs ở gần đó cũng được lệnh rời khỏi khu vực. Công bố tình trạng khẩn cấp cho quận hạt Lincoln và khu bảo tồn Mescalero Apache thì thống đốc là Michelle Lujan Grisham cho biết rằng tiểu bang đang triển khai mọi nguồn lực có sẵn để mà kiểm soát những đám cháy rừng này. Thống đốc cũng điều động vệ binh quốc gia đến để hỗ trợ. Trong cuộc họp báo thì bà Laura McCarthy buộc cơ quan kiểm lâm tiểu bang cho biết là đám cháy này rất nguy hiểm và lan nhanh. Gió mạnh đã đẩy đám cháy lên đến mức báo động đỏ. Còn ở Rio Doso thì có khoảng 5.000 người phải đi di tản, đa số ở với gia đình và bạn bè. Khoảng 500 người thì đến các trung tâm lánh nạn ở tại Roswell. Rio Doso Downs được lệnh di tản sau khi đám cháy Short Fire bùng phát và ít nhất là 2 người bị thương nhưng chưa có thông tin về tử vong. Bà McCarthy thì cho biết rằng gió đổi hướng đã làm tăng khả năng thêm nhiều căn nhà cũng như công trình khác có thể bị ảnh hưởng. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ của VTV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.